câu chuyện anh em mình làm gà như thế nào nhá. Bây giờ anh em đang đi. Mình có quen ông anh nuôi gà nha mọi người, mình nuôi gà nhà nha mọi người, chứ không phải gà chợ đâu. Bây giờ mình sẽ tới nhà ông anh mình. Bây giờ đây đang có mình đi á. Mọi người nhớ theo dõi kênh của mình nha. Theo dõi video clip là gì biết. Hôm nay anh em có cái tiệc rửa xe cho em nha mọi người. Đang mình mới mua chiếc Balenciaga. Hôm nay đi mua gà làm tiệc rửa xe. Đó. Tới đây mọi người, tới nhà ông anh rồi tới luôn. Con này mới làm gà. Con này như thế. Con này tới. Ông anh mình đang làm gà cho mọi người. Con này tới 300. Đó. Nhà đây là nhà vườn, nhà mọi người. Con này là món độc quyền luôn. Con này như thế. 300. Còn có 200 à? Thôi, bắt không hết. Đây là tại gà của anh Bình nha mọi người. Gà nó ngủ trên rửa xe, em rửa xe. Rửa xe mà tiếc tiền có con gà này. Có phải tiếc nhưng mà một xe thì tiêu thôi. Không nổi gì ơi, đáng nhẹ đâu. Đó, bây giờ đi bắt gà cho mọi người ơi. Bây giờ mình bắt con này cho mọi người. Làm là 2 năm rồi mà chứ. Làm với tôi bé là 2 năm rồi chứ. 1 năm mà chưa có tiền rồi. Đây nha mọi người ơi, gà của mình mới bắt về đã là trúng số rồi mọi người. Bây giờ bạn mình nó sẽ bắt tay lên nhà gà này nha mọi người. Mọi người xem video của mình coi tiếp tục mình sẽ làm món gì nha. Anh em mình đang suy nghĩ coi thử tối nay sẽ gà này sẽ làm món gì. Chắc là 2 món nha mọi người. Gà đi trên chậu. Cái này gà đi trên thau rồi. Gà bơi trong nước. Đây là em mình nha mọi người. Con này rửa xe. Đó. Tí nữa mình sẽ quay chiếc xe của nó cho mọi người làm video 850 nha mọi người. Ở đây là anh em mình đã làm xong gà cho mọi người. Đó. Gà hồi nãy là còn nguyên vẹn, bây giờ nó tọc lóc lùi hết rồi mọi người. Đó, bây giờ anh em đã suy nghĩ được 2 món nha mọi người, đó là một nửa là nướng mướp siêu cay và một nửa là để làm dê hôm à quên lộn làm gà hôm nha mọi người. Đó, mọi người xem cái diễn biến video mình tiếp tục mình anh em mình sẽ làm như thế nào nhá. Giờ mình chặt gà ra nửa này anh em mình để nướng mọi người. Này
đầy kho thì mình sẽ đặt vỏ ra. Hong ở đây nha mọi người. Mọi người xem video của mình qua xin ạ. Anh em mình cũng có 4 người thôi, mình nghĩ nó không nhiều lắm. Đó, bây giờ tiêu đã bùng ngọt cho mọi người. Được. Không. Đi Hong thì mình có một rút nha mọi người. Đầu tiên con rút vào để con thơm. Tăng dưa tôi bi bà coi không. Dùng nhiều gà với gia vị lên mọi người à, để cho gà với gia vị nó trong vòng 15 phút cho nó ngấm rồi tí mình phải lên tạo lên. Trong lúc chờ đợi gà ngấm thì mình cũng ướp nước sốt xiêu cay luôn nha mọi người. Đây đây là một thau ớt xay cho mọi người. Đây là cái thô nước sốt siêu cay của mình nha mọi người. Nếm miếng thử coi, nếm miếng thử coi. Tí nữa mình ăn được xem. Giờ mình sẽ ướp qua đây. Đây, đây là mấy cái gạo đã mình đặt ra cho mọi người. Sẽ đổ vào đây mình ướp. Ướp cho gia vị thấm vào đây mình ướp. Cái này cay lắm. Con gà của chúng mình hôm nay là làm được 2 món nha mọi người. Mỗi cái con đòn đó thì anh em mình sẽ nấu. Bây giờ thì trong vòng 15 phút sau anh em mình cho gà với đồ ngấm rồi gia vị thì anh em mình sẽ bắt đầu chích. Thôi giờ đi ướp bia mọi người. Bây giờ mình sẽ thử dầu với tỏi với hành nha mọi người. Đó. Bây giờ cái gà mình đã ướp nãy giờ là thấm rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vào chảo mình đảo lên. Thank you.
vào. Không còn thử qua đời nước ngoài không, bây giờ đời gà chín thành nêm nếm thử vừa ăn rồi cho ra cho mọi người. Nồi hoang của mình đã hoàn thành cho mọi người, rất là ngon luôn, mọi người nhìn thấy màu đẹp không? Đó, bây giờ mình sẽ đổ ra dĩa cho mọi người. Rồi mình sẽ cho ít tỏi lên cho mọi người. Mình sẽ cho một ít. Cô lấy cô tỏi lên cô. Nó luộc quá sẵn này rồi, mình sẽ cho lên cây đi món hoa này. Đó. Còn bên này là gà nướng nha mọi người. Đó. Đấy, mình sẽ bỏ dĩa tí ra anh em mình sẽ nướng. Hôm nay anh em mình cũng không có điều kiện nhiều nên hôm nay anh em mình chỉ làm mấy món đơn giản để lửa chiếc xe của anh em mình thôi vì nó mới mua xe. Rất là cay luôn, nhìn màu rất cay luôn. Đây là hai món ẩm thực là gà của mình đã hoàn thành cho mọi người. Đây là dê hon cho mọi người. Đây. À gà hon cho mọi người, rất là ngon. Đấy, mình sẽ để đây. Và đây là gà nướng siêu cay. Cái buổi tiệc của mình đã bắt đầu nha mọi người. Đó, cái gà nướng muối ớt siêu cay thì mọi người cũng đã quen thuộc rồi. Bây giờ mà bạn mình với cô em nó sẽ ăn thử cái món gà gà hon của mình qua nha. Ăn có ăn kèm với bánh mì nha mọi người. Đó. Món làm bạn. Sao? Như thế nào? Vừa ăn. Thấy tụi nó ăn là mình thèm luôn. Thơm ngon. Đó. Cơm ngon lắm bạn làm được ok. Và bạn có về thằng quen mình đã thử, bây giờ mình cũng thử ra xem thử mùi vị mình nấu nãy giờ như thế nào cho mọi người. Mình cũng thử một miếng nhỏ nhỏ. Chúc mừng mọi người nha. Hôm nay mình làm miếng bia nữa là đúng gu luôn á. Chúc mừng mọi người nha. Hôm nay chúc mình có cái gì chúc mừng của em nó mua xe nên anh em mình làm cái việc nhỏ thôi. Thì video của mình đến đây là kết thúc cho mọi người. Mọi người xem kênh của Tư Sản Vlog nhớ ủng hộ và đăng ký dùm Tư Sản Vlog nha. Tư làm Vlog xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.